Rồi mình xin kính chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình. Thì lời nói đầu tiên thì Hoàng Tuấn cũng xin gửi cho đến tất cả các bạn và các anh chị em bên đội ngũ YouTube có một buổi sáng thật là an lành. Thì cái chiếc loa kéo mà ngày hôm qua đó mình có làm cái video mình gửi cho tất cả các bạn đó, thì hôm nay đã hoàn thành này nha các bạn nha. Ổ khóa rồi mình cũng đặt xong đó, và họng chép rồi này kia thì mình cũng bắt vào hết rồi. Thì lần này thì nói chung đối với anh khách này thì hơi khó tính chút xíu, cho nên về cái vấn đề sơn mình cũng sơn rất là tỉ mỉ nha các bạn. Rất là tỉ mỉ và rất là đều. Thì thường thường á những cái mà dòng vỏ mà các bạn thấy mà mình sơn mà mình bắn kiểu gai thì nó cũng hơi to chút xíu nha các bạn nha, nhưng mà nó là cái độ đen là nó đen hơi mờ chứ nó đen không có bóng nha các bạn. Các bạn thấy nhìn kỹ thì nó bóng nhưng mà mình nhìn sơ thì thấy nó mờ. Thì những cái vỏ như thế các bạn nhìn thấy nó mới là mạnh cái vỏ mình lên nha các bạn nha. Còn các bạn thấy các bạn mà sơn nó bóng quá thì nhìn cái vỏ của chúng ta nó yếu. Thì nói chung mà không biết thì cái cặp mắt thẩm mỹ của tất cả các bạn thì nhìn như thế nào, thì theo cái kinh nghiệm và cái sở thích của mình á thì mình nghĩ nó là như vậy. Thì lần này mình sơn nó tới 3 lớp nha các bạn nha. Đó, nói chung là cái trong cái thời gian gần đây thì nói về vấn đề sơn thì mình luôn luôn là nâng cấp cái vấn đề sơn mình lên rất là nhiều. Đó là tại vì những cái dòng vỏ mà mình muốn chống được cái chày ấy, nó nói chung là cái vụ mà mình cũng có nói rồi nha các bạn ơi, chỉ chống nước chống đồ thôi chứ còn chống chày thì mình không có khả năng để làm nha các bạn. Nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng hết sức mình sơn cho nó thật là dày để làm gì, để nó cũng bền bỉ theo thời gian. Cái thứ nhất, cái thứ nhì nữa, cái sản phẩm của chúng ta thì nó cũng chất lượng về cái vấn đề nước sơn, chúng ta sơn dày thì nó sẽ lâu hư hơn các bạn và nó sẽ chống thấm tốt hơn. Thì lần này mình sơn rất là đều các bạn. Mình sơn càng lúc thì các bạn thấy không, tại vì nói chung thì mình cũng cố gắng hết sức từng ngày các bạn để cho ra được cái sản phẩm cho thật tốt. Thì bây giờ thì có những bạn nói sao mình làm video mà không báo giá, thì bây giờ mình cũng báo giá cho các bạn luôn nha. Thì cái đầu tiên thì mình sẽ báo về cái vấn đề hậu. Cái vấn đề hậu và cái chiều ngang. Còn cái chiều cao thì chúng ta tùy theo nha, chứ không phải mỗi cái thùng mỗi cái giống nhau. Chúng ta lắp về âm ly thì nó khác, và chúng ta lắp men và đẩy và van nữa thì nó sẽ phạm vi nó sẽ thấp cao khác nhau nha các bạn. Đó, thì cái thùng này á, thì cái vỏ thùng này thì cái bề ngang nó là 90 nha các bạn nha. 90, cái hậu thì nó là 61 các bạn ơi. Còn cái chiều cao thì tùy theo các bạn đặt, các bạn muốn xài gì thì xài nha. Đó, thì cái vỏ này hiện tại bên mình bán thành phẩm như thế này nha các bạn nha. Thành phẩm như thế này. Đó, ở phía sau thì cũng có một cái miếng lưới nè các bạn thấy không. Ở miếng sau này thì chúng ta bảo vệ toàn bộ những cái dây điện. Thì nói chung mình tính báo giá đó, nhưng mà mình phải quay sơ qua cho các bạn xem, để khi mà các bạn thấy được cái sản phẩm rồi mình mới báo giá nha. Ở phía sau này mình có bắt 4 cái con ốc các bạn thấy không, 4 ốc 4 góc này. Khi chúng ta lắp dây điện rồi xong hết trơn, chúng ta sẽ lắp cái mặt bích ở phía sau này vô. Thì nói chung là cái thùng của chúng ta là nó bảo quản rất là tốt. Cái thứ nhất nữa là chuột bọ nó cũng không vô. Cái thứ hai nữa thì những cái người khách người ta cái vấn đề mà cân chỉnh nó cũng không có luôn nha các bạn nha. Tại vì chúng ta bảo vệ như thế này thì nó đã hoàn hảo hết rồi các bạn. Thì ở đằng trước mình có lắp một cái chiếc ổ khóa. Ổ khóa này là ổ khóa ngàm nha các bạn nha. Đó, các bạn thấy không? Ở về trong thì mình cũng sơn hết để chống thấm luôn nha các bạn nha. Ở đây thì hai cái bản lề này, hai bản lề dấu, nó không có nằm ra ngoài nha các bạn. Đó, các bạn thấy không, mình thiết kế nó rất là gọn ghẽ và nó rất là tiện lợi nha các bạn. Đó, thì mình sơn hôm qua, bây giờ mình ra mình chuẩn bị mình đón nắng nha các bạn nha, để chiều nay mình vào cho khách.
Thì cái vỏ này hiện tại là mình bán ở bên đây là 2 triệu tư một cái nha các bạn nha, 2 triệu tư. Trong khi đó là mình đã có bông mốt tiêu âm rồi sẵn hết, các bạn thấy không, mình sơn là mình sơn ở dưới đáy luôn nè. Đó, ở mé trong đó các bạn thấy mình lăn cái màu đen đen, các bạn thấy không, nó mình lăn sơn vô để cho nó phủ hết trơn cái bề mặt của cái dáng của chúng ta, để nó bảo quản cho nó tốt. Đó, thứ nhất là cái bề mặt của cái đáy nha, cái đáy nó ưa có giữ cái độ ẩm lắm các bạn, cho nên về cái vấn đề mà sơn thì trong cái thời gian gần đây thì mình sơn rất là kỹ, và mình sơn kỹ từng chi tiết nha các bạn. Nó mốt hột gà rồi mình bông sẵn hết mốt tiêu âm nha các bạn nha. Đó, mình báo giá thẳng cho các bạn luôn, còn các bạn nào xài được thì alo cho mình. Đó, còn các bạn chơi mắc chơi ghẻ như thế nào thì cái đó thì tùy theo các bạn đánh giá nha. Nhưng mà cái vỏ bên mình á, các bạn cũng đã biết rồi, nó là một cái dòng vỏ thật sự mà nói là khó có chỗ nào mà có được cái mẫu này các bạn. Thường thường là cái mẫu mặt đứng không à, à mặt ngang vậy nè, chứ không phải là mặt xéo như thế này. Nhưng mà các bạn thấy vậy chứ cái mặt xéo này nó đánh rất là lợi hại nha các bạn nha. À, về cái vỏ thùng minh mình thì nhiều cái anh khách cho cái ý kiến chất lượng và đánh giá rất là cao các bạn về cái vấn đề mà cái vỏ này. Thì tuy rằng nó là cái loa kéo, nó là một cái loa kéo đơn giản đơn thuần thôi, nhưng mà cái ma trận bên trong để chúng ta thiết kế cho nó được một cái chất âm tốt, thật sự nó cũng là một cái vấn đề khó chứ không phải là dễ nha các bạn nha. Cho nên là mình cố gắng từng ngày và cố gắng hết sức để tạo cho tất cả các bạn có một cái sản phẩm thật là tốt khi mà chúng ta lắp vào để chúng ta nghe nhạc, hay là chúng ta thưởng thức gì đó, hay là hoặc chúng ta cho thuê, nói chung là chúng ta thưởng thức âm thanh. Thì ở đây mình làm không bỏ sót một cái chi tiết nào hết. Bởi vì cho nên là các bạn thấy các bạn đặt hàng bên mình mà các bạn đòi có sớm là không có sớm được đâu. Tại vì những cái công đoạn ở đây mình làm á, nó rất là kỳ công, chứ không phải là giống như những cái hãng khác mà người ta cắt dán ra xong rồi. Đó, thì chúng ta người ta cắt dán ra xong rồi người ta đưa qua bên cái khâu của các cái công nhân á, người ta lắp ráp tẹt vô đó, để cho nó có được cái sản phẩm để tung ra thị trường. Còn tất cả những cái sản phẩm bên mình đó, đều là chính đôi bàn tay mình làm hết nha các bạn nha, và chính tay mình thiết kế, và những cái gì đó nó tỉ mỉ, hoặc là những cái vấn đề mà nói về cái mặt lo này nè, nó cũng rất là quan trọng. Chúng ta phải bắn ốc ba bên bốn phía hết để chúng ta giữ, chúng ta định vị cái lo lại. Cái lo này nó đánh một ngày hai ngày thì không thành vấn đề nha các bạn nha. Nếu mà các bạn bắt cái mặt này mà nó đánh không có chắc thì lâu ngày nó sẽ xảy ra về cái vấn đề mà nó bị hở vách. Nó vì vậy mà các bạn thấy nè, ở đây là các bạn thấy mình bắn mà ốc vít không, chứ không có xài giống như các cái xưởng khác nha các bạn nha. Cái xưởng khác các bạn thấy có những cái kênh đó, người ta nói là người ta lắp ráp cái thùng trong vòng khoảng chừng 10 phút đến 15 phút là xong một cái vỏ full nha các bạn. Là tại vì người ta lên máy là chạy sẵn hết rồi các bạn à. Chỉ cần vô, chỉ cần họ đổ keo, họ đổ keo theo lằn vách, họ ráp vô, rồi họ đắng bắn cái ti không đầu tạch xong rồi. Nó đợi keo khô xong người ta đem đi sơn là giao các bạn. Còn ở đây là khác. Ở đây là mình đóng từ con ốc vít một nha các bạn nha. Các bạn thấy cái thùng mình nó đơn giản gì đó nhưng mà nó cũng nặng. Tại vì cái thùng này nó không dưới nửa kilo ốc vít đâu các bạn. Không, thùng này không dưới nửa kilo ốc vít đâu. Các bạn đã biết rồi, một cái vách này không à. Một cái vách ngang này không là ở dưới mình bắn lên là 4 con à. Cái chiều này lên 4 con là 8 à. 8 các bạn thấy, chiều ngang này nữa là 12 con à. Chiều này 4 nữa là 16 con. Các bạn thấy nội có 4 cái vách này không là 16 con ốc, bên đây là 16 con nữa 32 con. Các bạn thấy cái thùng này không ở dưới 100 mấy 200 con ốc. Nghe các bạn nghe, bèo gì cũng phải từ 200 con ốc. 200 con ốc vít 5 phân. Đó, cho nên là mình niên, mình nịt, mình cặp cho nó cực kỳ là cứng mới được. Và cái vấn đề ở đây á, thường thường á là họ chỉ nghĩ là theo cái đồng tiền. À, tức là một cái vỏ như thế này à, họ đóng với một cái giá rất là rẻ để làm gì à, để họ bán cho nó được nhiều cái sản phẩm, mà nếu như các bạn kỹ quá thì các bạn sẽ không có lời à, cho nên là những cái vấn đề mà nói về những cái người ta kinh doanh á, thì người ta chỉ nghĩ đơn giản là cái lợi nhuận à, cái lợi nhuận.
Nhưng mà các bạn không phải là các bạn bán cho một người này rồi xong đâu. Các bạn phải bán người này xong rồi còn anh em dòng họ của họ nữa các bạn. Chứ không phải là mình bán ở đây một cái một là xong đâu. À, có nhiều người người ta nghĩ là người ta bán được cái thùng này mình bán, người ta bán được cái số nhiều à, là cũng như là làm cũng như là đơn giản thôi để mình bán cái giá rẻ. Nhưng mà thật sự mà nói sau này á, nó sẽ không có tốt về cái tương lai của chúng ta, nó sẽ không tốt về cái tương lai của chúng ta, là bởi vì có thể là 2-3 năm nữa thì cái thùng này nó sẽ tè dách hay hoặc nó hư gì đó à, thì lúc đó người ta mới đánh cái giá trị của sản phẩm của chúng ta, người ta nói à, cái thùng này mới đây mà nó đã bị ghè dạch ghè đồ hết rồi, mai mốt chúng ta phải tránh xa cái hãng đó ra à, nó thì các bạn nghĩ như thế là trên thế gian này nó có biết bao nhiêu là con người phải không, nhưng mà một ngày nào đó nó sẽ giáp dòng những người đó. Tại vì trên thế gian các bạn làm từng ngày từng bữa từng ngày từng bữa từng ngày từng bữa thì năm này qua tháng nọ thì sẽ có một ngày chúng ta sẽ bị dướng phải một cái sai lầm, là tại vì chúng ta làm những cái sản phẩm ra không có chất lượng đó, thì một người họ sẽ đồn ra anh em dòng họ à, mai mốt anh sẽ tránh xa cái vỏ đó ra hoặc là tránh xa cái sản phẩm đó ra, tại vì tôi đã bị lầm hết một lần rồi, cho nên là tránh xa ra thì từ từ thì nó sẽ cái tương lai chúng ta nó sẽ không tươi đẹp đó, vì vậy mà mình luôn luôn cố gắng hết sức các bạn đó. Nhưng mà có những cái anh em, có những cái anh em là đòi dán ép à, mình nói thật sự với các bạn nha, các bạn cầm cái dán ép và các bạn cầm cái MDF này, các bạn gõ thôi, các bạn chỉ cần gõ thôi là các bạn đã biết cái chất âm của cái dán nào nó chất lượng hơn cái dán nào rồi à, các bạn nghe cái dán MDF, các bạn nghe cái tiếng của nó nè, nó nghe bong 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 bong, các bạn thấy không? Còn MDF các bạn giỏ thì các bạn nghe cốp 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 vậy đó. Nó chỉ có một cái gọi là tốt nhất là nó chống thấm thôi, chứ thật sự dán ép nó không bao giờ cho các bạn một cái chất âm tốt đâu. Bởi vì tại sao mà những cái dòng giỏ của mình đưa ra cho tất cả anh em thì nó lại là một cái chất âm khác, còn những cái dòng giỏ của chỗ khác thì nó lại khác hơn nữa. À, tại vì cái MDF này các bạn thấy gì chứ, nó rất là khó. Các bạn sơn không kỹ là nó sẽ không chống thấm được cao. Đó, nhưng mà cái dán ép á, các bạn đem nước các bạn đổ lên cho nó cũng không sao nữa. Đó, nhưng mà nó không cho các bạn một cái chất âm tốt đâu. Tại vì cái mình của nó cứng quá các bạn. Đó, thì từ cái chỗ mà cái mình nó cứng quá cho nên cái bát nó không đậm. Đó, nhưng mà tại sao mà người ta không xài dán khối hay là dán gì đó, mà tại sao người ta xài dán ép? Tại vì cái dán ép này nó giữ cái độ xốp các bạn, nó giữ cái độ xốp để làm gì, để nó cho cái chất âm bát. Đó, thật sự nó rất là khó nha các bạn nha, nhưng mà mình xài biết là bao nhiêu loại dán. Đó, dán ép Indo, dán ép nhập khẩu không đó các bạn. Nhưng mà nó chỉ là được có cái cho các bạn một cái sản phẩm tốt thôi, chứ thật sự nó không bao giờ nó cho các bạn một cái chất âm tốt được, là tại vì cái mình nó quá cứng đi, nó cứng nhắc à, cho nên là cái bát của các bạn đưa vô đó rồi là nó sẽ không có được ấm đó, cho nên là nó được cái này nó sẽ mất cái kia các bạn à, có những cái anh em rất là sợ nha, sợ nó cái dán này nó thấm nước. Đó, cho nên về cái vấn đề mà nói để các bạn sợ mà để cho các bạn không sợ á, cái vấn đề sơn ở đây á, mình sơn rất là kỹ. Và một vòng, trong vòng một cái video nữa hoặc hai cái video nữa đó, mình sẽ chia sẻ về cách sơn của mình nha các bạn nha. À, để cho các bạn yên tâm về cái vấn đề mà xài cái loại gỗ MDF này. À, các bạn đừng có lo lắng gì hết. À, mình có những cái anh em mà hỏi mình về chia sẻ về cách sơn đó thì từ từ đi, mình hứa thì mình sẽ làm đó, mai mốt mình sẽ làm một cái video để sơn cái thùng loa này cho các bạn xem nha đó, theo coi để cho mình sơn nó như thế nào để cho các bạn thấy, để các bạn yên tâm. Và những cái anh em nào muốn sơn á thì cứ làm theo cái quy cách của mình đó, làm theo cái cách của mình để mà tạo cho mình một cái sản phẩm nha các bạn nha. À, thì bây giờ mình sẽ lắp lưới vào và mình quay tổng quan cho các bạn xem một cái. Rồi thì mình đã lắp lưới vào xong rồi nha các bạn nha.
Đó thì các bạn cũng đã thấy rồi, ở ngoài thị trường hiện tại bây giờ á thì nó rất là có là nhiều những cái dòng mà các bạn nhìn vào thôi là các bạn thấy các bạn khoái liền. À, còn cái thị trường bây giờ không tránh khỏi về cái việc mà tốt mã đâu nghe các bạn nha. Tại vì các bạn biết sao, họ luôn luôn suy nghĩ ra những cái gì đó nó mới mẻ và nó đẹp đẽ để đánh vào cái cặp mắt của khách hàng. À, nhưng mà về cái âm thanh này, à, các bạn nên nhớ cho rõ nha. Âm thanh là chúng ta thưởng thức âm thanh, chứ không phải nó đơn giản giống như một cái món đồ gì chúng ta mua về để chúng ta nhìn các bạn. Đó, cho nên về cái vấn đề mà nói về cái âm thanh này là các bạn phải cần nó, thứ nhất nó đẹp, cái thứ hai nữa nó phải hay nữa, nó mới cho các bạn một sự hài lòng tuyệt đối nha các bạn nha. Đó, còn cái sản phẩm mà nói về đẹp thì bên đây mình thua các bạn, thua tất cả mọi nơi, cái đó là mình nói thật sự. Tại vì thứ nhất mình không có đối tác làm cái lưới này, các bạn thấy mình làm cái lưới này cực khổ lắm. Mình phải hàn một cái khung sắt rồi mình phải ép nó vào để làm gì, để thứ nhất đó, là cho nó cứng cáp cái lưới của mình, và cái thứ hai nữa đó nó sẽ lấp đi những cái mối của lại những cái dành của cái lưới mà mình cắt. À, lưới này lưới mình lưới tự tạo mà các bạn. Cái lưới này thì nói chung nó phải lớn hơn một ly nữa các bạn. Cái lưới này nó chỉ có cái lỗ, nó chỉ có mới 4 phần 5 phần thôi, 4 phần thôi. Nó cái lưới này mà theo cái lỗ khoảng chừng 5 phân hoặc là 5 ly hoặc là 6 ly các bạn, thì cái lưới này các bạn nhìn thấy nó rất là đẹp. Và cần thiết nữa đó thì chúng ta xài cái lưới lục giác, cái lưới lỗ lục giác các bạn. À, thì trời xui đất khiến gì á để cho mình làm có tiền, hoặc là mình có một cái điều kiện gì đó, mình sẽ mua máy móc về mình dập lưới nhà luôn các bạn. Đó, mà cái máy đó bây giờ chắc không rẻ tiền các bạn, có thể làm tới suốt đời cũng không đụng được nó. Nhưng mà ước mơ thì mình có quyền mình ước mơ các bạn, nhưng mà mình ước mơ á là mình phải cố gắng để mới được. Chứ nếu mà thật sự mình ước là có thì ở thế gian này không ai cần làm, chỉ cần ước thôi là có các bạn. Đó, cho nên là các bạn thấy mình luôn luôn là làm liên tục, làm không ngừng nghỉ, làm để làm gì, để mình thực hiện cái ước mơ của mình. Nhưng mà không biết ông trời ổng có xoay sở được hay không cho mình hay không. Đó, và một cái điều nữa mình hiện tại mình cũng tâm sự với tất cả các bạn luôn. Hồi ngày hôm qua thì ở bên YouTube á, có gửi cho mình một cái mail là kêu mình xác minh danh tính. À, thì trong khi đó đó là họ cần một cái hộ chiếu hoặc là chứng minh nhân dân, hoặc là căn cước công dân, chứ không có xài chứng minh nhân dân nữa các bạn, mà căn cước công dân có chip á. À, và một cái bằng lái xe. À, thì hôm nay mình sẽ gọi lại cho các bạn một cái nỗi buồn của mình mà một năm mấy nay mình đang gánh chịu. Là mình giao cái lo kéo cho các bạn Lợi ở trên Ba Chinh á, thì lên chảnh cũng có nhậu chút đỉnh để bàn giao cái lo kéo đó. Thì về tới cái huyện của mình thì bị mấy anh mà bên công an giao thông á, anh kêu lại thì anh phạt nồng độ cồn của mình luôn các bạn ơi. Đó, anh phạt hồi năm đó là không biết các bạn, hồi năm rồi đó, không biết là mình làm những cái video đó mình than với các bạn, không biết các bạn có nghe không nha, là phạt mình 7 triệu các bạn. Đó, bằng lái giam mình 23 tháng, nhưng mà mình cũng không có mà làm phiền ai hay hoặc xin xỏ ai hết các bạn, tại vì mình thấy mình có lỗi rồi. Đó, thì mình gắng chịu. Thì phạt 7 triệu không thiếu một đồng xu các bạn nào. À, thì bằng lái thì cũng bị giam 23 tháng, cho tới bây giờ thì nó cũng tầm khoảng 20 tháng rồi các bạn, khoảng 19-20 tháng rồi, còn 2-3 tháng nữa thôi thì mình đã lấy được cái bằng lái ra. Mà bây giờ YouTube á, kêu mình là phải có cái bằng lái xe đó hoặc là và căn cước công dân. Mà ác nổi á, cái căn cước công dân mình làm hôm nay nữa là nó gần tầm 2-3 tháng rồi mà chưa có nghe bên mà bên kia báo là rồi hay chưa nữa. Hiện tại bây giờ giấy tờ tùy thân của mình không có luôn. Ừ.
căn cước công dân cũng không có, mà giấy phép lái xe cũng không có luôn. Bây giờ thật sự mình cũng không biết làm sao nữa. Đó, thì hồi sáng tới giờ thì mình cũng nhờ cái anh kia, anh vô chỗng mà anh chụp dùm cái chứng minh nhân dân mà không biết mà có được. Ủa, chụp dùm cái bằng lái xe mà cũng không biết được không các bạn. Không được chắc mình cũng bỏ cuộc luôn các bạn ơi. Đó, bây giờ những cái giấy tờ đó bên YouTube người ta kêu mình 1-2 là phải có mới được, mà bây giờ mình không có, mình thật sự đang gối không biết làm sao. Đó, thì bây giờ nếu mà mình cố gắng được thì mình sẽ gửi về bên YouTube, còn nếu cố gắng không được thì chắc mình bỏ cho ngày qua ngày nữa các bạn này. Cái đó là cái số phận chúng ta tránh không khỏi. Nó thật sự hôm qua nay thì mình rất là buồn các bạn. Nếu như mình được may mắn á, là giấy tờ tùy thân mình còn, là mình xác minh danh tính xong là mình chuẩn bị lấy cái mã pin là có thể là thanh toán được rồi đó bạn, mà bây giờ không được luôn. Đó, các bạn thấy cái cuộc sống của mình, thật sự mình sống mình chưa có từng biết ác độc với ai hết, mà không biết là tại sao mà mình lại rơi vào cái hoàn cảnh khó khăn như thế này. Đó, thì mình nghĩ chuyện gì nó cũng sẽ qua hết thôi các bạn ơi. Đó, mà thật sự mà nói thì những cái lời của mình nói trong cái kênh mình á, có những cái anh em họ không muốn nghe các bạn ơi. Tại vì mình nói thật sự với các bạn ha, các bạn bất cứ làm những cái chuyện gì trên cái thế gian này cũng gì hết, nếu mà các bạn có cái tình cảm, các bạn có cái tình người trong đó thì các bạn ít khi nào thất bại lắm. Còn các bạn làm, các bạn suy nghĩ về cái đồng tiền không, hoặc là những cái mục đích gì đơn giản của các bạn không, là các bạn chú tâm vào đó không, là không có cái gì ý nghĩa đâu các bạn. Cho nên là những cái lời nói của mình á, là những cái lời nói ý nghĩa. Ý nghĩa để làm gì? Để tâm sự cho tất cả các bạn. Giống như các bạn một cái đại gia đình của mình đó, thì trong kênh mình mới thấy được thôi. Còn nếu như các bạn không thích mình thì đăng ký kênh mình để làm gì đó. Đó, mà nếu một khi đã đăng ký kênh để mà theo dõi mình thì phải lắng nghe những cái gì đó, những cái tình cảm, những cái tâm tư của mình để gửi cho tất cả các bạn. Cái đó chúng ta mới có được một cái tình cảm thật sự các bạn. Tình cảm giữa con người và con người đó, chứ không phải là chúng ta làm lấy được cái đồng tiền rồi thôi đâu đó. Thì có những cái anh em thì cũng hỏi mình về cái cách sơn, nhưng mà thật sự mà nói thì mình bận lắm. Mà cái cách sơn này không phải là chuyện dễ đâu. Các bạn pha được sơn mà các bạn không khiển được cái máy, các bạn cũng không sơn được. Mà các bạn có nước sơn mà các bạn không có cái máy để sơn thì các bạn cũng chẳng làm được gì luôn. Cho nên là các bạn đừng có nghĩ nó là quá đơn giản. Cho nên là 1-2 lời nói là có thể là giúp được cho các bạn đâu. Thì tới nữa mình sẽ làm một cái video riêng để mà nói về cái vấn đề sơn này. Rồi thì bây giờ thì cũng làm phiền các bạn cũng hơi lâu rồi, thì bây giờ mình sẽ quay qua một đoạn, một dòng nữa để mình kết thúc cái video. Thì chiều mình sẽ giao cho cảnh khách này nha các bạn nha. Cái quay này thì mình làm nó hơi rộng tí, là tại vì các bạn biết tại sao không, là mình làm hơi rộng tí, có thể là mình đưa hai cái bàn tay mình đó để mình nhấc luôn đó. Mà cái phạm vi của cái thùng này thì nó cũng, các bạn thấy nó cũng ba lớn đó, nhưng mà các bạn làm hai quay thì không được. Nhưng mà cái thùng này cũng tương đối là nó hơi lớn, hơi nặng các bạn ơi. Đó, cho nên là, nhưng mà các bạn thấy không, nhìn nó rất là đơn giản, nó không có cầu kỳ các bạn. Đó, nhưng mà các bạn thấy gì rất khó thiết kế luôn nha các bạn nha, làm cũng không phải là đơn giản đâu. Đó, các bạn thấy không, thì mình chừa cái khoảng trống này cho nó rộng rộng chút xíu nữa thì chúng ta có thể xài men. Xài men thì nó hạ cái phạm vi xuống mỏng hơn cái mà âm ly các bạn. Đó, thì chúng ta có thể là kết nối thêm là quang nè. Đó, bộ micro để rời nè. Đó, còn nâng tiếng thì bên mình ít có xài lắm các bạn ơi, không biết các bạn sao, thì chứ còn ví dụ nâng tiếng thì mình ít có xài lắm, tại vì đối với mình là những cái đó nó không quan trọng. Các bạn xài cái bộ quang nào mà cái tiếng quạt nó hay, bát chép nó đầy đủ là nó ngon rồi. Xài nhầm người xài, các bạn thấy cái cục máy nhìn thấy nó tựa lưa hột me hết trơn, mà nó nặng. Thứ nhất, thứ nhì nữa chúng ta phải tốn tiền đầu tư quá nhiều. Ở đây mình gáp các bạn thấy không, hồi đó giờ không có cầu kỳ, một cục men, một bộ micro và một cái quang là xong, tiếng ca vẫn là sáng chói bình thường nha các bạn nha. Đó, thì tùy theo mình gáp thôi, chứ còn các bạn muốn gáp cách nào thì cái đó mà mình không biết nha. Rồi thì mình xin kết thúc cái video tại đây nha các bạn.
Xin hẹn với các bạn một cái video kế tiếp nữa.